thảo luận tại hội trường về dự án luật lực lượng dự bị động viên. Chiều nay 11 tháng 11, các đại biểu Quốc hội đề nghị hạ độ tuổi nam quân nhân dự bị xuống dưới 40 tuổi thay vì dưới 45 tuổi như dự án luật này, cho phù hợp với các văn bản luật hiện hành, đáp ứng mục tiêu huy động đầy đủ lực lượng. Thảo luận về dự thảo luật, các đại biểu đề nghị xem lại quy định theo Điều 22 của dự thảo luật về huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, quân nhân dự bị, đơn vị dự bị động viên. Theo các đại biểu, vẫn còn những hạn chế mà khắc phục rất khó khăn, đặc biệt là việc huy động huấn luyện trong thời bình thường không đạt đủ biên chế ở địa phương. Do vậy, cần có chế tài cho phù hợp. Chính phủ quy định cần có chế tài hợp lý đối với các tổ chức cá nhân vi phạm lệnh gọi để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng không tham gia huấn luyện theo quy định mà không bị xử lý vi phạm. Ngoài ra, các trường hợp được hoãn cũng cần liệt kê đầy đủ. Về độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình, dự thảo luật quy định, nam hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi được sắp xếp vào đơn vị chiến đấu, nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 45 tuổi, nữ quân nhân dự bị không quá 40 tuổi được sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu. Thực tế tại các địa phương, chỉ có 50 đến 60% quân dự bị được sắp xếp bổ nhiệm vào các đơn vị có mặt trên địa bàn. Do vậy, cần điều chỉnh độ tuổi này trong thời bình phù hợp với các văn bản luật khác. Việc quy định như dự thảo luật là chưa phù hợp với quy định tại Điều 25 của Luật Nghĩa vụ quân sự. Luật này quy định độ tuổi của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đối với công dân nam là 45 tuổi, công dân nữ là 40 tuổi. Mặt khác, trên thực tế hiện nay, quân nhân dự bị thường đi làm ăn rất xa, khó khăn trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý đơn vị dự bị động viên và kêu gọi huấn luyện, diễn tập, báo động kiểm tra hàng năm. Nếu 35 tuổi không được sắp xếp vào các đơn vị này thì rất khó khăn cho địa phương. Tuổi quân dự bị, tôi tiếp tục đề nghị tuổi của nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 40 và nữ không quá 35 được xếp vào đơn vị đảm bảo chiến đấu giống như đơn vị chiến đấu. Bởi vì các đối tượng này nguồn còn rất nhiều, trẻ, khỏe. Trong thời bình, luật quy định 45 nam, nữ 40 là quá cao, sẽ ảnh hưởng đến việc huy động huấn luyện không đầy đủ. Cũng tại phiên họp chiều nay, các đại biểu đề nghị dự thảo luật cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tạo điều kiện để quân nhân dự bị đi làm nhiệm vụ và tiếp nhận lại, bảo đảm việc làm, không làm ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích khác của quân nhân dự bị. Việc làm này nhằm để khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, động viên quân nhân dự bị yên tâm đi làm nhiệm vụ,